Chào cả nhà. Bận áo mông tô rồi mình ra để mình review ở ngoài đây cho cả nhà mình xem. Ở nhà nghe tiếng chim không? Ra ngoài sân vườn nè cả nhà ơi. Qua vườn nó điêu tàn, tan hoang, không còn cái gì hết. Cả nhà thấy cái cây sapa của mình chưa? Cái thông của mình đó cả nhà. Trời ơi, mấy cái con quạ đen nó đậu nó đi kiếm cái trái óc chó đó cả nhà. Rồi nó về trên cái cây sapa này nè. Nó cắn, nó đập, nó cắn ngã, nó ăn xong rồi nó dục xuống dưới cái gốc á, dục xuống dưới cái gốc sapa đầy dẫy hết. Nó kiếm óc chó ở đâu hay quá. Mấy cái gốc của nó lụm về cái tổ của nó là cái chỗ này nè, là cây sapa của mình nó ăn. Ở nay ngoài đây có anh nắng một chút mình ra mình review. Ở nhà nghe tiếng chim không? Trời này không có ai ra đây hết, có mình thôi nha cả nhà. Có mình thôi. Cây này nay là nó năm nay nữa là nó 20 cái gì 20 30 năm, 30 năm rồi cái cây sapa này đó. Mình mua về mình trồng nó nhỏ xíu xíu mà nay cái gốc nó to tảng thần rồi, nó bự như vậy nè, gốc nó ôm một ôm luôn. 30 năm ở bên Pháp là 30 năm trồng cái cây thông. Bữa nay 11 rồi có trăng lưỡi liềm rồi. Không biết ai cho ổng mấy trái dừa ổng xách vô. Chắc cái nhà bà kế bên nhà mình quá. Trời à, mùa lạnh nhìn thấy ở ngoài vườn nó dơ ghê không cả nhà. Đó, lá rồi đó. Cái này là bắt đầu hết lạnh rồi, tháng 3 này ông xã ông làm cực dữ nha. Chỗ này nè. Cắt cỏ rồi lấy luôn mấy cái lá đi hết á. Lạnh quá lạnh rồi cả nhà ơi. Bông của mình nó sắp sửa sống dậy hết rồi. Nó mọc lên nè, xanh lè lét hết rồi nè.
Xe đổ rác á cả nhà. Wow. Cả nhà xem cái trứng gà, cái con trồn á cả nhà. Con trồn nó đi ăn ăn trộm trứng gà, nó đem ra đây nó đập nó ăn đây nè. Bây giờ mình mới thấy nè. Nó đập bể trứng gà nó ăn này nè, con trồn á cả nhà, trồn rừng á. À, cái nhà à, kế bên nó nuôi gà đó. Rồi con trồn này nó lại nó ăn cắp nó lại đây nó đập trứng gà nó ăn. Nó đục cái lỗ nó ăn. Bây giờ lạnh quá. Sơ sát lỡ hết rồi. Ừ. Mấy con bồ câu rừng á cả nhà. Bồ câu không có chủ á, không có ai nuôi á. Bồ câu đi quan á, bây giờ nó sống theo ở ở rừng luôn. Nhà thấy trái này đẹp đi không? Nhà thấy trái này đẹp không? Nó vẫn còn tươi, nó chưa có rụng cả nhà. Trời lạnh quá cả nhà. Review một chút cho cả nhà mình xem. Khung cảnh nhà mình nè. Cái sân vườn của mình nè, lá nè. Mùa hè thì sạch sẽ. Nhưng mà mùa đông thì lại dơ lắm. Cả nhà nhìn thấy nha. Lá không dơ lắm. Nhưng mà mùa hè là cắt cỏ đó. Rồi cái máy nó lấy lên hết cái lá nè, thử nó sạch. Còn mùa 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 đông mùa lạnh thì thôi quá trời dơ.
Thôi mình đi vô cả nhà ơi, lạnh quéo rồi cả nhà. Lạnh quéo cu lát hết rồi. Chào cả nhà hết nha. Bye bye cả nhà.